Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái món ăn của người Việt mình. Đây là một món bò bía rất là đơn giản nhưng lại rất là phù hợp với bữa cơm gia đình của người Việt, phù hợp với món ăn những món ăn của người Việt mình. Bây giờ các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái video về món bò bía nhé. Vì bò bía này thì thực ra để làm nó thì đơn giản lắm, vì mình mua hết các nguyên liệu ngoài chợ rồi ạ. Về sẵn mình gói đấy. Vì hôm nay cuối tuần ấy, và ngày 1 tháng 5 ấy, rảnh ấy thì ra chợ mua ấy, thì người ta bán cho ít đường này, bánh này, để gói này, đây là bánh đậu xanh để gói này, ít dừa lạo này, ít vừng này, và cái đường phên này, thanh đường này. Các bạn ăn ngọt hay thì các bạn hay cho nhiều đường nhé, không cho vừa đường rồi. Cho một ít dừa lạ. Thực ra mình có cái video này, như đấy là chị mình làm cho mình. Còn mình thì hôm nay mình làm cho bé cho mình ăn thì mình quay lại thôi. Các bạn rắc một ít vừng lên cho mình. Vừng đen nhé. Nhìn này rất là hấp dẫn nhá. Và về sẵn gói lại thôi ạ. Gói như gói bánh da leo nhé. Đây là được một miếng bò bía. Tùy theo mình thích ăn to hay nhỏ mà mình gói miếng to nhé. Có những miếng khác tương tự. Đơn giản lắm ạ. Mỗi người chỉ ăn tầm hai cái này mà chán nữa, vì cái đường nó rất là ngọt đấy. Đây mình hay bẻ cho là đây, cái này nó hơi to. Mình sẽ được 4 cái như này. Rất là đơn giản. Đây là cách làm bò bía mình chia sẻ với các bạn ạ. Thực ra đây là mình chia sẻ món ăn thôi. Còn cái này thì làm thì nguyên liệu có sẵn rồi. Đường này, thanh đường, đường thanh mua luôn ở ngoài quán. Những cái hiệu mà người ta bán dừa lạo, thì dừa tươi thì người ta sẽ bán luôn cái đường này. Và cái bánh đan em, bánh đan em này. Đây là đậu xanh, mình đang đem đậu xanh này và vừng đen. Và ta bán là những cái túi nhỏ như vừa nãy đấy ạ. Đây ạ, về mình sẵn gói đấy ạ. Và mình đã chia sẻ xong cái món ăn đơn giản này nhé. Và giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé, về cách làm bò bía tại nhà đấy ạ. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm món gà chiên giòn nhé, tẩm bột nhé. Mình làm cái cách này thì bé nào cũng thích ăn ạ. Và nó rất là ngon ạ. Bây giờ các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Vì sao hôm nay mình lại làm cái video này? Là vì hôm qua đi chơi bé mình rất là thích ăn cái món gà chiên giòn. Mà tẩm với bột ạ. Bột thì đơn giản lắm, các bạn mua cho mình hai gói, một bột chiên xù, một bột chiên mịn như này. Đây là cái cách đơn giản nhất để các bạn có thể thực hiện. Mà bé lại rất thích ăn ấy, mà những nguyên liệu này toàn sẵn có trong gia đình chúng ta. Bây giờ để tiến hành làm thì trước tiên là các bạn sẽ châm gà cho mình. Châm gà cho mình. Để cho gà cho mình nó dễ ngấm gia vị. Nhưng mà muốn gà chiên nó nhanh chín hơn thì ngoài việc chiên ra thì mình sẽ hấp gà, hoặc là các bạn cho lò vi sóng, các bạn bắn trong lò vi sóng khoảng vài phút
cho gà nó chín sơ đi, thì khi mình chiên thì nó sẽ nhanh chín hơn. Cứ châm vào miếng thịt gà nha. Gà thì các bạn thái miếng to như này nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ ướp gà với các gia vị. Mình châm gà xong ấy, thì ướp gia vị, sau đó các bạn trò nó vi sóng, các bạn bắn một lúc. Đây là hạt lêm này, cho miếng thịt gà nó ngọt hơn này. Nếu có các bạn có bột tỏi thì càng tốt nhé. Bột tỏi ấy, thì ướp vào thì sẽ ngon hơn ấy. Một chút muối này. Một ít nước mắm ngon này. Và đường thì nó giảm bớt cái độ mặn. Nếu có bột tỏi, cả bột bột tỏi thì các bạn ướp một ít bột tỏi, không thì thôi nhé. Làm theo cách đơn giản này thôi. Ướp khoảng 10 phút, sau đó mình cho nó vi sóng, mình bắn khoảng 3 đến 5 phút cho nó chín sơ. Thì khi mình chiên thì nó sẽ nhanh hơn đấy. Sau đó mình sẽ tẩm bột chiên xù, bột chiên mịn. Rồi, ướp khoảng 10 phút sau đó bật trên lò vi sóng nhé. Khi nó ngấm rồi thì bây giờ mình bắn lò vi sóng nhé. Hoặc là các bạn hấp cách thủy khoảng 5 đến 10 phút nhé. Để cho gà chín sơ đi nhé. Khi bắn lò vi sóng khoảng 3 phút thịt của chúng ta nó đã chín sơ như này rồi, nó sẽ ra một chút nước. Thì các bạn nếu mà dùng thì, trứng thì mình hấp ấy, thì nó sẽ không ra nước, thì mình sẽ đập trứng, thêm trứng vào. Còn nếu mà không thì có một chút nước này thì các bạn để lại luôn. Thì nước này là nước gia vị. Và bây giờ mình tẩm bột chiên vào. Các bạn cứ đổ từ từ bột chiên nhé, để cho nó ngấm vào. Bột chiên này, bột chiên giòn ạ. Nếu các bạn không có bột chiên thì các bạn dùng bột mì cũng được nhé, hoặc là bột bắp cũng được. Bây giờ các bạn nhúng một lúc, nếu mà cảm thấy cái nước của nó vẫn chưa đủ cái độ thì các bạn cho mình thêm một chút ấy nữa, một chút trứng nữa vào, để cho nó thêm nước, và một ít sữa tươi vào cho thơm. Như này mình cho thêm một quả trứng nữa vào cho nó thơm ngon hơn. Trứng gà đấy, hoặc là trứng vịt cũng được nhé. Và một ít sữa tươi. Các bạn dùng sữa tươi không đường nhé. Đấy, một ít sữa tươi đó. Quả trứng này vào thì nó sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều. Và tí nữa mình cho thêm bột chiên xù, bột chiên mịn nữa vào. Mình làm cách này thì mình không cần phải tẩm hai lần, mình chỉ tẩm một lần như này thôi. Sau mình sẵn mang đi chiên. Đảo đều cho nó ngấm nhé. Và bây giờ rắc thêm một ít chiên, bột chiên mịn vào, chiên giòn ấy. Rồi sau cho thêm ít bột chiên chiên xù nữa vào là được. Con miếng thịt gà này là khoảng 6 lạng, và có cả phần đùi. Và hai gói bột chiên này, một chiên xù, một chiên mịn này, hết khoảng 12.000 nữa. Gà thì hết 37.000, và tổng món ăn này là hết khoảng 50.000 đồng ạ. Rất là đơn giản, các bạn lại có xem 1, 2, 3, 4, 5, 5 miếng. Mà mua ngoài quán 5 miếng này chắc phải hết vì 100.000 ạ. Mà tự làm ở nhà thì an toàn hơn ạ. Mình biết được cái nguồn gốc của thức ăn.
mình cảm giác an toàn. Rồi bây giờ các bạn cho mình thêm ít bột chiên mịn, à chiên xù nữa vào. Cho luôn vào nhé. Đây là cách này của mình thì mình không cần phải tẩm hai lần bột. Làm như này luôn, tí nó mình sẵn chiên luôn. Bạn nào muốn bột của chúng ta nó lở hơn thì có thể cho một chút bột lở vào ấy. Đây các bạn như này này, sau một chút sau thì các bạn chỉ sẵn cầm cái miếng này, các bạn cho lên các bạn chiên. Thì mình lại tẩm thêm một lúc nữa cho nó giòn hơn, à cho nó ngấm hơn, nó đều bột thôi. Đảo luôn nữa. Không ấy, mình đã có được một miếng, hai miếng rồi. Ba miếng này. Bốn miếng này. Năm miếng này. Rồi. Đảo đều lên nhé. Và mang đi chiên là được không? Rồi bây giờ mang đi chiên được rồi đấy ạ. Bột nó đã phủ khá đều rồi. Và mang đi chiên. À, miếng nào các bạn cho vào chiên ấy, thì cái bột ở dưới này các bạn phết lên nhé. Đấy, phết lên này cho nó có một cái lớp bột bám đều. Cách kia thì mình làm nhiều rồi, cách tẩm bột chiên mịn cho lăn qua bột chiên xù thì làm nhiều rồi. Đây cách này mình trộn luôn này, mình cảm thấy ăn nó cũng rất là ngon ấy, một lại đều gia vị ấy, nên mình thích làm cái cách này. Rồi bây giờ mình mang đi chiên và rắc thêm ít bột mịn bên ngoài này nữa. Đấy, để khi mình chiên thì nó sẽ rất là nhiều bột. Rồi vì các bé rất là thích ăn nhiều cái bột chiên ấy, à, cho nên mình mới cho nhiều như này nhé. Cho dầu nó nóng lên nhé, các bạn đập luôn thịt vào như này. Và các bạn đừng lật thịt nhé, đợi cho thịt của chúng ta nó cứng thì các bạn hãy lật đi. Nó cứng hơn một chút này rồi, các bạn lật nhé. Đấy, thì nó sẽ giòn và nó ngon hơn rất là nhiều. Đây là, nếu các bạn muốn cho ăn nhiều bột hơn nữa thì các bạn cho thêm bột nhé. Không thì chỉ cần như này như mình thôi nhé. Các bạn cứ cho lửa vừa và nhỏ nhé, để cho nó chín từ từ bên trong. Và muốn vì mình bắn là nó vi sóng rồi cho nên nó chín gần chín rồi, cho nên các bạn cứ rán như này thôi, còn nếu không thì các bạn phải đậy vung nhé để cho nó chín, rồi sau đó các bạn mới lật để rán giòn nhé. Vì chiên ở nhà nên mình dùng ít dầu như này thì nó sẽ không ngập, nên mình để chiên thành các miếng mé nha. Nhưng về cơ bản ăn rất là ngon vì gia vị nó ngấm ấy và thịt lại ngọt ấy. Đây là không cho quá nhiều bột ấy, nếu cho bột nhiều hơn thì nó còn kín hơn ấy. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể cho thêm cái bột chiên xù ấy để cho nó kín bột hơn ấy. Dán thêm một lúc nữa là được, để vàng cái mặt cái riêng này nữa là được. Đấy. Rồi bây giờ chiên thêm một chút xíu nữa là được, các mặt nó cũng giòn đến rồi ấy. Và bên thịt trong nó chín nó mềm được, vì bên ngoài giòn bên trong phải mềm thì các bé mới thích các bạn nhé. Thế đây mình chiên là chủ yếu cho các bé. Chuẩn bị được rồi ạ, mình sẽ cho vào. Như này là mình đã xong gà chiên rồi ạ, thịt gà bên trong nó rất là mềm và ngon ạ. Bây giờ mình sẽ múc ra để thưởng thức nhé.
Đây là thành phẩm của món gà chiên của mình nhé. Và bây giờ mình sẽ dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.